Let's have some fun in Minecraft. Oh, oh, oh. Let's have some fun in Minecraft. Oh, oh, oh. Come on, let's go. Let's Hello. Have some fun in Minecraft. Ok, xin chào các bạn, trở lại với channel của mình. À, đây là VNCraft. Thì các bạn thấy thì bây giờ đang là buổi tối. Có thể là sáng mai mình sẽ đi đi tìm một vài con bò. Nên bây giờ mình sẽ đi một cái chuồng ấy ha. Ok, 64 cái. Bỏ bước vào trong đi. Cái này mình sẽ xài sau. Trứng. Tối thì ông đang ra ngoài nhưng mà sẽ quá nhiều đất đâu. Chỗ đó tính sau. Okay. Em thấy là cái đèn này nó tối rất là sáng. Nó sáng mãi như vậy. Ok, nó lại chín rồi ạ. Cái hồi mình sẽ cần cái lúa mì này nè để đi dắt bò về chuồng. Cũng phải cần cái xem một ít đất nối qua nữa. Cửa đây. Gà thì từ từ đó đi. Xin nhiều quá thì mình giết bớt. Nếu các bạn mà đi ra gọi là nếu như đi trên núi á, các bạn muốn nhìn ra ngoài một cái bờ vực thì bạn dí ship, nhấn giữ ship để đi ra thì bạn không thể rớt được.
lại mất khá nhiều thời gian đó. Như vậy đi trước đi đã. Ok. Đây đây. Hôm bữa điền kia có thể thì điền này vậy. Có lẽ mình nên làm cái kiếm mới. Kiếm một cái chỗ gọi là đồng bằng đó đã. Tổ bà rồi. Thôi vậy đi. Đây ở đây có. Có như chả có gì ở đây á. À. Trời ơi. À, má sau bao nhiêu năm tháng. Má đây là lần đầu tiên mình chơi mình thấy thằng ngựa. Đánh dấu lại đi. Rồi. Ok, ở đây là con ngựa. Sẽ quay trở lại sau. Đống nghĩa gà đi. Sorry. 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 Tao đang cần, xin lỗi nha. Biết đừng về. Bò biết cái đâu hết rồi. Ờ quay à fuck. Mình cần cái này. Sẽ cần không biết bò biết bơi không nhỉ? Không nhớ. Không nhớ là bò biết bơi không. Ờ, mình cũng chỉ cần dắt hai con về thôi, hai con thôi. Nhưng mà thôi vậy rồi. Đi. Đi. Fuck you, đi. Mày đạo phụ phỏng làm ngơ à? Đi. Đi một lúc thì đi ba con. Tốn nhiều thời gian đấy. Bò. Bò. Đi. Đi. Bò ơi. Mình chỉ có ba móng lúa này thôi. Rồi đi hai con thôi đi bé đi đi bò bơi được không nhỉ? Có lẽ mình sẽ tua vào đoạn này. Fuck you. Why? Có lẽ mình nên vậy gì? Mình đã bị kẹt. Trời ơi, mình vừa định quay xong. Ôi. Ôi.
Chết rồi, ngụp nước chết cha rồi. Hồi nãy tại trên đường mình cũng dắt bò về thì trời nó cũng tối rồi. Trên đường mình gặp mấy con, mình có gặp một con lượm cái cung này. Sỏi không dùng nhiều lắm, giờ mình sẽ ok, chỗ này sau này mình sẽ làm cái gì đó. Các bạn ở bên mấy con bò các bạn nó chỉ ăn lúa mì thôi. Đó là Enderman đó, mình sẽ làm lại một cái nào đây, cái nào đây, cái nào đây, đừng đi vô trong đây. Bingo mình đâu rồi? Fuck. Cần lại không có. Ê ơi. Trời ơi trời ơi. Gặp Enderman thì nếu mà không có bingo thì tốt nhất các bạn đừng có nên nhìn vào mắt nó. Nó sẽ giống như là Slenderman vậy á. Nó sẽ hiện, kiểu như nó hiện ra sau bạn rồi đánh. Chắc chắc dùng dễ đau tim lắm. Mình nên nuôi lợn không nhỉ? Lợn ăn gì mình cũng không nhớ lắm. À, như ăn cà rốt ấy. Ok. Ờ, như vậy hôm nay có phải là đủ rồi nha. Thì đủ, hôm sau mình sẽ kiếm một cái kiếm đi đào hầm, đào khoáng sản. Vậy nha. Ok ha.